Ở đất nước Phi thì cũng không có gì kia là xe để chở cát bằng xe đẹp nhá. Giờ này là 10 giờ. Đây là một cái công viên nhỏ, cũng có vẻ như là lâu rồi. Đây là bây giờ mình đi xuống cầu qua đường, đây là đường nằm đi xuống đất. Đúng là giống như người đúng không nhỉ? Ừ. Cái người của nó thôi. Khắp mọi nơi. Lúc nhúc lúc nhúc. Đây là người giống như người. Giờ mình đang đi xuống đất để mình qua đường. Đây là một cái công viên. Họ đặt cái cục đá giữa đường rồi trời.
Hả? Bây giờ bọn mình đang đi xe Jeepney. Ê, mà cái này mà đi đi như lái xe như bộ ông Ngọc á. Anh à. Quánh như vậy nó có rung không? Không, cái này là nó không rung tại vì nó có mấy cái khớp này này. À, nó không rung. Ờ. Như mọi người thấy mình đang đi xe Jeepney. Cái xe này thì dành cho người nghèo. Ở đây thì giá chừng 4-5 cây là khoảng 10 peso, tức là 5.000 tiền Việt Nam. Đây, hình dáng như thế này. Ở bên đất nước này thì cũng không có gì nhiều điểm là đặc biệt. Nhưng mà nếu mà chúng ta đi du lịch thì cũng có trải nghiệm thôi, chứ còn cũng không có gì quá là thú vị. Tại vì họ, đất nước này họ vẫn còn đi chậm hơn đất nước ta nhiều. Về mặt giáo dục thì có thể họ đi nhanh hơn, tại vì họ không bị ảnh hưởng nhiều giống như bên mình về cái bệnh thần tích. Bên này thì họ, nếu mà họ giỏi về cái khả năng đó thì họ giỏi thực sự. Như chúng ta thấy đây thì là những cái cửa hàng nhỏ của những người nghèo. Họ bán vậy để họ kiếm cơm qua ngày. Đây là cái cầu qua đường. Nó chia thành hai luồng, chiều đi qua này, chiều đi qua kia. Khu chợ bán tất cả mọi thứ, bất kỳ cái gì cũng có, nhưng mà phần đông là họ nhập từ Trung Quốc về. Như chúng ta thấy thì đây là đèn bi nhỏ sẽ tập trung như thế này. Đây mũ bảo hiểm. Đó, hầu như là đây là chợ. Họ bán tất cả mọi thứ, loa. Họ bán tất cả mọi thứ ở đây. Đây cái khu nào khu kia bộ. Bây giờ thì mình sẽ vào Jollibee để thưởng thức bữa trưa của bọn mình. Hả? Vaccine card. Bất tiện nhỉ? Đây là vaccine card nhé. Mình mới test cái mũi booster. Mình mới lấy cái mũi booster. Thì họ yêu cầu mình phải xuất trình cái này. Họ mới cho vô. Thậm chí là mình phải ghi cái thông tin địa chỉ như thế này. Bây giờ thì mình đi tìm chỗ ngồi. Nó cũng giống như bên mình đấy các bạn. Lâu lâu tự sướng đi ra ngoài tự sướng một tí. Lâu lâu ra ngoài trải nghiệm ăn hamburger, ăn Jollibee. Đây là chợ loa, chợ âm thanh. Chúng ta thấy chợ âm thanh ở đây rất là nhiều. Có thể mua bất kỳ cái gì ở đây cũng có. Ngay cả những đồ như thế này cũng có. Thấy không? Ngay cả bộ đội quân sĩ họ cũng mua đồ ở đây. Yeah.
bên này chủ yếu họ dân nhân họ tập trung vào mua sắm, tại vì họ nắm được tâm lý của người dân là người dân ở đây họ thích mua sắm, cho nên là tuy nghèo nghèo nhưng mà cứ đi mua sắm là ngon, cho nên hầu như họ tập trung vào mua sắm hết ở đây. Vì vậy cho nên dù mà mình đi vùng này hay vùng khác thì những cái siêu thị nó rất là nhiều. Cứ một đoạn ngắn, một đoạn đường ngắn là chúng ta có thể thấy được một cái siêu thị. Được không? Chúng ta vừa đi ở chỗ kia mà đây đã rất có một siêu thị nữa rồi. Chúng ta có thể tưởng tượng được nó như thế nào. Đây là xe chở người nhé các bạn, chứ không phải xe chở hàng nhé, xe chở người. Xe chở người nhìn rất giống như xe thùng bên mình dùng để chở hàng, nhưng mà bên này họ cho phép chở người. Một chiếc xe này chúng ta có thể dồn được cả 20 người. Đây, cửa hàng Gold Lock, gọi lại bán Gold Lock này.